Kính thưa quý vị khán thính giả, sáng nay chúng tôi nghe được Trần Ly đọc cái bài Nỗi lòng bức xúc của tác giả Nguyễn Mạnh Quang như sau. Xin mời quý vị nghe. Quý vị nghe một bài viết Nỗi lòng bức xúc của tôi của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Thì thưa quý vị, giáo sư Nguyễn Mạnh Quang thì bao nhiêu năm nay có dành hết thời gian tâm sức để viết những cái bài viết mà đăng trên sách Hiếm thì quý vị cũng biết rồi. Nhưng bên cạnh những người hiểu bác và rất là kính trọng bác thì cũng có những kẻ như hôm rồi có người viết trên chính trên trang của Ly là nói bác Quang là ông Nguyễn Mạnh Quang là chống công giáo cực đoan, rồi cũng nói Ly là cực đoan này, rồi nói không tin ông Quang, không tin Trần Ly vân vân. Thì Ly không buồn, tại vì Ly đã khi một, quý vị cũng biết rồi, một người phụ nữ như Ly bận bịu, nhưng mà Ly lên đây làm này không phải vì bất cứ cái gì, cũng chẳng phải vì nổi tiếng hay vì gì, mà thậm chí Ly chẳng được những người thân của Ly ủng hộ, cũng chẳng được đồng nghiệp ủng hộ. Nhưng bác Quang là về nhà Ly chơi một ngày, rồi ăn ở nhà Ly một ngày, cho nên Ly tiếp xúc với bác Quang thì Ly nói thật với quý vị, Ly thấy trên đời này Ly chưa gặp một người nào mà sống ở Mỹ hàng mấy chục năm mà một người mà rất là bình dị và rất là tình cảm và dễ tính, và phải nói là nặng lòng với đất nước. Bác có câu thơ mà Ly nhớ là bác hay nhắc đến là cái câu là gì? Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Với bác có hai câu thơ mà Ly thích nhất, đó là gì? Mà và khi tổ quốc lâm nguy, bỏ trường bỏ lớp tôi đi diệt thủ. Đấy, và hôm nay Ly hôm qua đọc cái bài này của bác trên Facebook và Ly nghẹn ấy. Đó, mà Ly cũng nói thật với quý vị là bác từng xưng bố với Ly. Bác nói với phu nhân của bác là con Trần Ly là con gái tôi đấy. Rồi một lần bác xưng hô với Ly là để bố nói cho con nghe nè. Đó thì Ly á, thì nói thật Ly chưa bao giờ gọi bác một câu là bố là ba gì hết, nhưng mà Ly trong tâm Ly coi bác cũng chẳng khác gì bố của Ly, đó là nói thật. Và Ly khi Ly đọc cái bài này của bác tự nhiên Ly nghẹn lại nha quý vị, tại vì năm nay bác 86 tuổi rồi nhưng vẫn như một con tằm nhà tơ để lại cho đời những cái trang sách, những bài viết hay. Xin lỗi đã vào đề hơi nhiều, bây giờ Ly cũng không muốn nói nhiều cái tình cảm của Ly, thì thôi để trong lòng. Mời quý vị nghe bài viết của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, Nỗi lòng bức xúc của tôi, Nguyễn Mạnh Quang, ngày 29 tháng 9 năm 2020. Từ mấy năm nay, tôi nhận được một số khá nhiều thông tin làm cho tôi rất buồn lòng và vô cùng bức xúc. Và dưới đây là những thông tin không vui này. Một, vụ Bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 2017 do Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Cường làm tổng chủ biên và là chủ. 2. Vụ một cơ quan chính quyền ở Đà Nẵng và ông giáo sư Nguyễn Đăng Hưng cùng đồng bọn mưu đồ dùng tên hội đồ của dân tộc Alexander Ross đặt tên cho một con đường trong thành phố Đà Nẵng. 3. Vụ chính quyền tỉnh Đồng Nai phép cấp phát một số lớn đất đai cho giáo phận Xuân Đồng xây cất trung tâm hành hương núi Cúi. Cái này là cái Ly bực nhất nè. Tự nhiên cấp cho nó mấy chục hecta đất cho nó để nó ấy, Ly rất là bực. Ly chưa buông tay. 4. Vụ chính quyền thành phố Hải Phòng dùng con đường dài hơn đại lộ Võ Nguyên Giáp để đặt tên cho tên con chiên Nguyễn Trường Tộ đã từng làm tay sai đắc lực cho một thành viên của Liên minh xâm lược Pháp Vatican là Quốc gia Vatican. 5. Vụ ca sĩ Duy Mạnh bị Sở Văn hóa Thông tin thành phố Hồ Chí Minh phạt 7,5 triệu vì chọc sóc ba que quá dữ. Ngay cả với một ca sĩ bị có tinh thần yêu nước bị phạt, bác cũng buồn lòng đó quý vị. Vụ Đan Viện Thiên An ở Huế. 6. Là vụ Đan Viện Thiên An ở Huế. 7. Chuyện buồn lòng rằng có một nhân viên chính quyền đang nắm giữ một chức vụ trong một cơ quan đặc trách về tôn giáo. Khi ông ta nghe thấy người bạn của tôi nhắc đến một bài viết của tác giả Nguyễn Mạnh Quang, thì ông ta nói rằng nghe nói đến tên Nguyễn Mạnh Quang là ông ta không thèm đọc bài viết của tên này. Đó là cái người đó nói.
Khi được nghe người bạn của tôi kể lại như vậy, tôi không còn biết nói gì hơn. Nhưng vì nghĩ đến sự thật lịch sử, tôi vẫn phải cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người viết sử chân chính đối với đất nước. Và tôi chỉ còn biết mượn bài thơ hai chữ nước nhà của cụ Á Nam Trần Tuấn Khải để giải bày nỗi lòng của tôi và với dân ta ngày hôm nay và các thế hệ mai sau. Hai chữ nước nhà. Chốn ải Bắc mây sầu ảm đạm, cõi trời Nam gió thảm điều hiu, bồ đề hồ thép chim kêu, đoái non phong cảnh như kheo bất bình. Hạt máu nóng thấm quanh hồn nước, chút tân tàn lần bước dậm khơi. Trong con tầm đã châu rơi, con ơi con nhớ lấy lời cha khuyên. Giống hồng lạc hoàng thiên đã định, mấy ngàn năm suy thịnh đổi thay. Trời Nam riêng một cõi này, anh hùng hiệp nữ xưa nay kém gì. Than vận nước gặp khi biến đổi, để quân Minh thừa hội xâm lăng. Bốn phương khói lửa bừng bừng, xiết bao thảm họa xương rừng máu sông. Nơi đô thị thành tung quanh quách vỡ, chốn dân gian bỏ vợ lìa con, làm cho siêu tán hao mòn, lạ gì khác giống dễ còn thương đâu. Thảm vong quốc kể sao cho xiết, trong cơ đồ nhường xé tâm can. Ngậm ngù đất khóc trời than, thương tâm nòi giống lầm than nỗi này. Khói nùng lĩnh như xây khối uất, sóng Long Giang nhường vật cơn sầu. Con ơi càng nói càng đau, lấy ai tế độ đàn sau đó mà. Cha xót phận tuổi già sức yếu, lỡ xa cơ đành chịu bó tay. Thân lươn bao quẩn vũng lầy, giang sơn gánh vác sau này cậy con. Con nên nhớ tổ tông khi trước đã từng phen vì nước gian lao, Bắc Nam bờ cõi phân mau, ngọn cờ độc lập máu đào còn đây, còn dây. Kìa trưng nữ ra tay buồm lái, phận liễu bồ xoay với cuồng phong, giết giặc nước trả thù chồng, nghìn thu tiếng nữ anh hùng còn ghi. Kìa Hưng Đạo gặp khi quốc, chắc Bắc viết thiếu rồi. Vì giống nòi quyết chiến bao phen, sông Bạch Đằng phá quân, gươm reo chính khí, nước rền dư uy. Coi lịch sử gươm kia còn tỏ, mở dư đồ đất nọ chưa tan. Giang san nay vẫn giang san, mà nay sẽ nghé tan đàn vì ai. Con nay cũng một người trong nước, phải nhắc câu ra quốc đôi đường. Làm trai hồ thì bốn phương, sao cho khỏi thẹn với gương lạc hồng. Thời thế có anh hùng là thế, chữ vinh hoa xá kể làm chi. Mấy trang hào kiệt xưa kia, hy sinh thân thế cũng vì nước non. Con đường độ đầu xanh tuổi trẻ, bước cạnh tranh há dễ nhường ai. Phải nên thương lấy giống nòi, đừng tham phú quý mà nguôi tất lòng. Kiếp luồn cúi đình chung cũng nhục, thân tự do chen chúc mà vinh. Có nơi nhớ đức sinh thành, sao cho khỏi để ố danh với đời. Chớ lần lửa theo loài nô, bán tổ tiên kiếm kế sinh nhai. Đem thân đầy đọa tôi đòi, nhục nhằn bêu riếu muôn đời hay chi. Sống như thế sống đê sống nhục sống mạt, sống như thế sống đê sống mạt, sống làm chi thêm chật non sông. Thà rằng chết quách cho xong, tế thân cầu trệ ai mong có mình. Huống con cũng học hành khôn biết, làm giống người phải xét nông sâu. Tuồng chi gục mặt cúi đầu, cam tâm làm kiếp ngựa trâu cho đành. Nỗi tâm sự đinh ninh giường, cha khuyên con có bấy nhiêu lời. Con ơi con phải là người, thì con theo lấy những lời cha khuyên.
cha nay đã muôn nghìn bi thảm, nó bao nhiêu tâm nói bao nhiêu tâm khảm càng đau. Chân mây mặt cỏ rầu rầu, càng trong cố quốc mạch sầu càng thương. Lời cha dặn khắc xương để dạ, mấy gian lao con chớ sai nguyền. Tuốt gươm thề với vương thiên, phải đem tâm huyết mà đền cao sâu. Gan tráng sĩ vững sau như trước, chí nam nhi lấy nước làm nhà. Tấm thân sẻ với san hà, tượng đồng bia đá họa là cam công. Nửa mai mốt giết xong thù nghịch, mũi long tuyền lau sạch máu tanh. Làm cho đất rộng trời kinh, bấy giờ quốc hiển gia vinh có ngày. Nghĩa vụ đó con hay chăng tá, tính toán sao vẹn cả đôi đường. Cha dù đất lạ gởi xương, trông về cố quốc khỏi thương hồn già. Con ơi, hai chữ nước nhà. Á Nam Trần Tuấn Khải. Ly buồn cái câu là cha dù đất lạ, cha dù đất lạ gửi xương, trông về cố quốc khỏi thương hồn già. Trên cái kênh của chúng tôi mảng lịch sử chưa viết, thì chúng tôi có cái lời giới thiệu như sau. Dùng bài thơ hai chữ nước nhà, tác giả Nguyễn Mạnh Quang gửi gắm tâm trạng của mình khi cảm thấy mọi cố gắng của ông để cảnh giác một thứ giặc bên trong nước nhà và sự mai một của cơ đồ văn hóa dân tộc đều bị hất hủi, bị từ chối, ngoảnh mặt và làm ngơ. Đó là thái độ của nhiều người dân Việt Nam đang chạy theo kim tiền, và kể cả những người mà lẽ ra phải cầm những ngọn đuốc thiêng của Tổ quốc để trao cho đàn trẻ thì lại chia sẻ cho quân nội thù. Dần dần các mảnh đất của tổ tiên, các quyền lợi, các quyền lực trong mọi vấn đề giáo dục, lịch sử, thông tin, cho đến việc rửa tội cho giặc và giảm tội đối với những người có công đuổi giặc ngoại xâm. Tâm sự của tác giả không phải chỉ là những tập sách đọc mãi không hết, mà là những sự cặm cụi mỗi ngày từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối trong mỗi ngày từ hơn 22 năm qua, trong tuổi già về hưu của ông, để lệnh đệnh với sách vở, với tài liệu. Xin lấy ba chữ chót của bài thơ: cha dù đất khách gửi xương, trông về cố quốc khỏi thương hồn già. Con ơi, hai chữ nước nhà. Với giọng đọc và sự xúc cảm đặc biệt, Trần Ly đã lột tả được tâm trạng của tác giả và truyền cảm cho người nghe. Cảm ơn Trần Ly và mời khán thính giả. Xin ông cho cái cảm tưởng khi nghe cái bài đọc của Trần Ly. Kính thưa quý vị khán thính giả, sáng nay mà khi tôi mở máy thì tôi được biết cô Trần Lê đã đọc cái bài Nỗi lòng bức xúc của tôi. Trong đó tôi có mượn bài thơ Hai chữ nước nhà của cụ Á Nam Trần Tuấn Khải để giải bày nỗi lòng bức xúc của tôi. Thì tôi cảm thấy rất là vô cùng xúc động. Xúc động đến nỗi tôi không cầm được nước mắt. Mà sự thật cái xúc động là cứ tôi là cái người mà sống chất chân chất thật thà chất phác, cứ mỗi lần có những cái người mà có những cái lòng chân thật để mà thông cảm được những cái bài viết của tôi giống như cô Trần Ly sáng nay, thì tôi không thể nào cầm được nước mắt. Và tôi cũng xin thành thật cảm ơn cô Trần Ly, cũng như cảm ơn tất cả những khán giả đã ủng hộ tôi và vào nghe cái kênh của cô Trần Ly. Là cứ tôi có cái người hơi đa cảm, thành ra mỗi một lần mà tôi được độc giả cảm động và viết thơ cho tôi những cái bài thơ cảm ơn tôi đã cố công viết ra những cái bài viết rất là chân thành, thì họ gửi thơ đến tôi cũng xúc động như vậy. Và tôi cũng xin kể lại là cái hồi tôi 1980 tôi vừa mới hoàn thành cái bộ sách Vực Thủy Sứ Mỹ này à, thì cũng có nhiều người viết thơ cho tôi. Rồi đến tôi soạn cái cuốn Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư thì rất nhiều người viết thơ cảm ơn tôi. Thơ của độc giả viết gửi cho tôi đây, tức là hồi năm 1998 là khi mà tôi vừa mới hoàn thành xong cái tập sách Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư và được phổ biến là in lần thứ nhất vào năm 1998, thì họ viết thơ cho tôi như thế này. Vừa nhờ vậy sau cái này là lập tức nhà xuất bản văn hóa yêu cầu tôi đọc chỉnh sửa lại rồi để in lần thứ hai. Nhờ vậy mà bộ sách Việt Nam
đệ nhất Cộng hòa Toàn Thư đã được tái bản. Đây chỉ là một phần thôi, tôi không thể nào đóng hết được. Thì cái này là tôi cố tình tôi chụp lại để tôi truyền lại cho vợ con tôi, để sau này nó biết rằng cái công trình tôi làm rất là hữu ích cho đất nước chứ không phải cho cá nhân tôi. Và đó là cái lòng vô cùng xúc động và cảm ơn tất cả những người đã có cảm tình, đã viết thơ cảm ơn tôi. Đặc biệt hôm nay là tôi cảm ơn cô Trần Ly đã đọc được cái bài này để phổ biến cho những khán, những độc giả người ta được biết đến. Tôi không biết nói gì hơn hết, chỉ còn biết là cảm ơn và ghi lòng tạc dạ. Và tôi vẫn thường nói là cô Trần Ly là con gái của tôi và cũng là truyền nhân của tôi. Thế có câu hỏi thứ hai là ở đâu mà ông có được cái bài thơ rất là hợp với cái tâm trạng của ông như thế? Thưa quý vị khán thính giả, cái bài thơ này đấy là khi tôi còn ở tuổi thơ, có 10 tuổi, tôi đi học chữ Hán với cụ Đồ Đông Dương, thì cụ dạy tôi mấy cái cuốn Tam Tự Kinh, rồi cụ dạy tôi vỡ lòng chữ Quốc ngữ, rồi đồng thời cụ dạy tôi cái những cái bài thơ ái quốc. Những bài thơ ái quốc đấy tôi có ghi lại ở trong cái Chú Bé Giao Linh ở phần 1. Và sau này á, vào cái thời 1980, thì khi mà tôi phục vụ trong cái sở học chính của Tacoma Public School, thì họ giao cho tôi cái nhiệm vụ vừa đến lớp dạy học và vừa buổi chiều thì về soạn sách giáo khoa cho các em học sinh người Việt Nam. Thì tôi có soạn một bộ sách tập đọc và tập viết, trong đó thì có cái cuốn này là tôi cố tình chọn những cái bài thơ có nặng tính cách yêu gia đình và yêu tổ quốc để cấy vào đầu óc các trẻ em ở bên này. Trong những cái bài yêu gia đình tôi cũng có những cái câu thơ mà do tự tôi làm ra, và có những cái câu thơ về bài yêu ái quốc, tình yêu ái quốc thì tôi trích trong những cái trong các sách thi văn. Thí dụ như cuốn này là một trong những số hàng mười mấy cuốn sách của tôi ở trong cái tủ sách của tôi hiện tại. Tức là tôi đã tích lũy những cái sách mà tôi có cảm thấy là tôi thích, nhất là những cái sách mà có bài thơ ái quốc như thế này. Thì đây là cái cuốn sách này là của tác giả Nguyễn Tấn Long, là tác giả viết ba cuốn như thế này. Cuốn này là cuốn thứ ba. Cuốn tập 1 thì nói về thời lâu xa xưa, cuốn thứ hai thì nói về thời Trung Cổ, còn cuốn này là nói về thơ của các tác giả thời cận và hiện đại. Thì cụ Á Nam Trần Tấn Khải là ở trong cái tác giả thời cận và hiện đại, thì cũng có rất nhiều bài, nhưng mà đây là cái bài thơ mà gọi là Hai Chữ Nước Nhà, nó nằm ở trong cái chỗ trang mấy đây, trang 18, trang 19 và trang cho đến trang hết trang 22. Thì tôi lấy cái bài thơ ở trong này, bài thơ đó ở trong cái này ra. Thì là tôi nhớ lại cái thời tôi còn thơ ấu, mới đi học cụ Đồ Đông Dương thì cụ dạy tôi, thì bây giờ tôi nhớ cái bài đó, tôi biết rằng nó ở trong cái cuốn này. Toàn những cái bài thơ có đặng cái tính cách giáo dục để mà cấy vào đầu óc các trẻ em. Đó là tôi nghĩ rằng đó là cái sứ mạng của nhà giáo. Nhà giáo phải có cái trách nhiệm như vậy. Chứ tôi không phải là những người truyền dạy những cái kiến thức, mà truyền dạy cái tinh thần yêu gia đình, sống theo lẽ phải và yêu tổ quốc, biết hy sinh thân thế cá nhân mình cho đất nước. Đó là cái ý nguyện của tôi, là tôi soạn cái bài này tôi gọi là tức tuổi. Bởi vì chung quanh tôi toàn những người vụ vật rất nhiều quá, chạy theo thời đại, chạy theo kim tiền mà không nghĩ đến cái đạo đức làm người. Do đó tôi soạn cái bài này gọi là tức tuổi. Cuốn sách này tôi cũng còn đọc mấy chục cuốn nữa, có lẽ là trong mai mai ai còn lớn thì tôi đã gửi tặng về đó. Thì tôi còn mấy chục cuốn, đến là lúc tôi ở phục vụ cho nhà học chính Tacoma thì họ đồng ý là họ cho in cái này phổ biến rộng rãi, và khi tôi về hưu thì tôi có xin được mấy chục cuốn để đem về làm tài liệu. Đó là cái nguyên nhân mà tôi có những cái bài thơ ái quốc rất là nhiều. Thí dụ như ở trong này đó, khi mà tôi phải ra đi đó thì tôi muốn ở lại, nhưng mà tôi bị người ta báo cáo với tôi là nhân viên CIA nên được học bổng đi Hoa Kỳ về để mà hoạt động chống lại đất nước. Thì cái trong cái buổi giao thời đó ở miền Nam Việt Nam vào năm 1975, thì người ta nói là có cái sư đoàn 305, tức là những người theo cách mạng gọi là hút chót vào ngày 30 tháng 4, gọi là 304, thì hay báo cáo bậy, và tôi là CIA thì sẽ không tránh khỏi những cái bất trắc trong cái buổi giao thời như vậy, nên tôi phải ra đi. Nhưng mà ra đi thì lòng cũng ngậm ngùi đau xót, cho nên là
Đây tôi mới viết mấy câu thơ như thế này. Tôi đây, đây là tôi copy lại của nhà các nhà thơ khác. Đất lệch trời nghiêng, sông cuồn cuộn trắng quầng, mưa loạn gió đau thương, một đi bảy nổi ba chìm, trăm cây ngàn đắng con tim héo dần. Đấy. Và thế thời chiến quốc, thế xuân thu gặp thời thế, thế thì phải thế. Do đó bắt buộc tôi phải ra đi, đi để tôi lo cái vấn đề tìm đọc những cái sách vở để chuẩn bị viết những cái tác phẩm mà tôi đã viết. Là cái tác phẩm này là do nhà ái quốc Nguyễn Quang Rập, ông làm chủ tịch huyện Phụ Dực vào lúc vừa mới cách mạng tháng 8 thành công, và từ ngày mới thành lập chính quyền vào tháng 8 năm 1945 ở huyện Phụ Dực, và đến đầu năm 1946 thì tôi tình nguyện đi làm liên lạc viên cho đại đội dân quân huyện Phụ Dực, rồi tôi đi hành quân ở ngoài hỏa tuyến về thì ông thấy tôi còn bé quá, ông thương tôi, ông nhận tôi làm con nuôi và gửi tôi đi học, và ông có dặn dò là ráng mà đi học con. Bây giờ tôi mới có học lớp 3 thì con phải tự tạo cho mình cái phương tiện để con học, bất kỳ ở nơi nào con cũng phải học, học để làm một cái nhiệm vụ quan trọng là nói lên những sự thật lịch sử mà từ ngày nước ta bị thuộc Pháp nó giấu giếm, thì bây giờ con phải làm cái chuyện đó. Thì tôi nhớ ơn đó, cái chuyện này tôi có kể lại ở chỗ trong chú Bé Giao Liên 2, và tôi đã cố gắng suốt đời tôi long đong với lại cuộc chiến trong 30 năm ở Việt Nam, dù ở hoàn cảnh nào thì tôi cũng cố gắng tạo cho mình một cái cố gắng, có cơ hội để học hành, và cũng trời xui đất khiến, không có phải là không biết là trời giúp cho tôi thế nào mà sao lại tôi lại được học bổng vào đại học sư phạm học 3 năm, rồi sau đó tôi đi đại học lại được cái học bổng nữa 3 năm sang Hoa Kỳ du học. Nhờ cái sang Hoa Kỳ du học tôi mới có cơ hội tìm hiểu được rất nhiều sách vở, và tôi đã viết được rất nhiều tác phẩm như đã phổ biến ở trên sách hiếm. Đó là cái ơn, đây là cái ơn thứ nhất, là cái ơn của bố nuôi tôi là thầy nhà ái quốc Nguyễn Quang Rập đã không những nuôi tôi, gửi tôi đi học mà khích lệ tôi phải làm cái nhiệm vụ mà tôi đã coi như bây giờ tôi đã hoàn thành cái điều ông chối chăng cho tôi lúc bây giờ. Bây giờ là vào cuối năm 1947 thì dĩ nhiên là lúc nào tôi cũng nhớ ơn bố mẹ tôi, công sinh thành, nói lên trong cái bài gọi là kiểm lại thuyết nhân quả, trong đấy là tôi vẫn nhắc đến là nhờ bố mẹ tôi hiền lành, cho nên tôi nhắc câu là cái gì cha mẹ hiền lành để đức cho con, tức là tôi nói đến cha mẹ tôi thì hiền lành quá, nhưng mà cha tôi hiền lành thì cũng chỉ là một nông dân ở nhà quê thì chỉ biết là nuôi con dạy bảo thôi, con nói chứ còn cái việc học hành thì tôi phải tự tạo, vì làng tôi bây giờ nó không có trường học, nó chỉ có học đến lớp 3 thôi, mà tôi cũng chỉ học đến lớp 3 là tối đa rồi, nên ra khả năng của cha mẹ tôi cũng chỉ làm được đến đó thôi. Đây thì nhắc đến những nông dân thì khi mà tôi viết sách cuốn đệ Việt Nam đệ nhất Cộng hòa Toàn Thư thì một ông đó là học quốc gia hành chánh, nhưng mà ông là quân chiên của giáo hội La Mã, ông ấy viết thơ, ông ấy đăng trong cái tờ Văn Nghệ Tiền Phong, ông chửi tôi rằng cái cỡ tôi á thì chỉ là cái thứ đi chăn trâu thôi chứ để làm được cái gì. Thì tôi lại trả lời ông là tôi rất hãnh diện là người đứa bé chăn trâu, vì chăn trâu á là một cái nghề lương thiện không có gì cả, mà nhà nông thì tới 90% nhân dân ta làm nhà nông, hễ có làm nhà nông thì người làm lớn thì làm việc gọi là việc lớn, người nhà nhỏ như tôi đó thì làm những cái việc nhẹ đó, thì gọi là nông dân làm việc phụ là giết. Thì tôi thấy tôi hãnh diện và tôi kể ra một số những người mà đã từng đi chăn trâu mà làm nổi cơ đồ, như là ông Đinh Văn Hoàng, ông ấy từng là chú bé chăn trâu, mà tôi còn nhớ cái bài anh hùng xưa nhớ hồi là hồi điện tiêu dây bình lây lâu làm cờ, thì ông ấy chăn trâu, ông ấy rủ cái bạn chăn trâu của ông ấy làm như vậy, thì cuối cùng là ông ấy tạo nên sự nghiệp. Đến người thứ hai là ông Đào Duy Từ. Ông Đào Duy Từ thì vốn là con một nữ ca sĩ mà miền Bắc ngày xưa vẫn có cái truyền thống gọi là xướng ca vô loại, cho nên má ông ấy là nữ ca sĩ thì không được học hành thi cử gì cả, cho nên khi mà ông vào miền Nam thì chúa Nguyễn mới mở đất ở miền Nam thì chấp nhận đất, thu nhận hết tất cả những người nào mà có khả năng, không có phân biệt cái kiểu như miền Bắc, cho nên cụ Đào Duy Từ đã làm nên sự nghiệp là sau này cụ giỏi về đánh trận, là cụ đã xây được cái gọi là lũy Đào Duy Từ.
đấy. Còn nhiều nữa mà tôi không biết ra, nhưng mà chính tôi cũng là nông dân đi đấy. Và những anh hùng mà chiến sĩ theo đuổi cái cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 cho đến năm 1954, và cuộc chiến từ năm 1954 đến năm 1975 để giải phóng miền Nam, thì tôi thấy là hầu hết các tướng lĩnh, những nhân vật ở trong đó có rất nhiều người xuất thân từ gia đình nông dân như tôi, chứ không phải riêng mình tôi đâu. Thế mà những giai cấp thị dân thì nó có thể là có học hành, nhưng học hành cái chữ nghĩa của người Tây, nhưng mà các ông có cái tật là mang cái bệnh gọi là trưởng giả hoặc làm sang, là thích khề khà khệnh khạng, hoành hoang khoác loác, rồi diện trình diện cái bề ngoài đóng vai cái đạo, cái vai trò giống như là nhạc bất quần, chưa từng bao giờ mà phải chịu khó chịu nhọc như là anh em nông dân hay anh em lao động ở trong các đồn điền cao su, hay là trong các công trường khai thác mỏ than, hay là các nhà máy kỹ nghệ ở thành phố. Thành ra khi mà miền Nam hay là chính quyền ông Bảo Đại với lại miền Nam thì tuyển mộ những người lính để mà làm lính đánh thuê ở trong cái chính quyền của ông Bảo Đại cũng như là các chính quyền miền Nam, thì đa số là những người đô thị với lại những quân nhà giàu có mới chạy ra đâu thì để lánh nạn. Thì vào cái lính đó thì họ lại không có cái lòng ái quốc, họ chỉ biết có chức học rồi nhảy vào học trường sĩ quan Thủ Đức trở ra quan rồi, nhưng mà chịu khó chịu khổ thì những thằng lính bên dưới nó cũng vậy. Bữa tuyển mộ đó họ nó không có tinh thần chịu khổ, nó không có kinh nghiệm chịu khó chịu khổ như là những người lính của Bác Hồ, tôi gọi là bộ đội Cụ Hồ, thì chính tôi cũng đã từng đi làm lính bộ đội Cụ Hồ. Và những người lính mà sau này á chiến đấu trong cái cuộc chiến giải phóng dân tộc trong những năm 1945-54 và những cuộc chiến giải phóng miền Nam trong những năm 1954 và 75, thì hầu hết là những người xuất thân ở trong nông thôn và giống như tôi, chịu khổ và chỉ có lòng hăng say chiến đấu vì lòng ái quốc. Họ được võ trang bằng ái quốc, cho nên cái cuộc chiến mà đấu nhau giữa những người lính của Bắc Việt hay là của thời kháng chiến với lại cái lính của ông Bảo Đại hay là các lính của miền Nam, thì dĩ nhiên là vật lộn cũng thua, mưu kế cũng thua, chiêu đựng gian của cũng thua. Chính vì thế mà cái miền Nam nó thua ở chỗ đó. Nó không những đã không có chính nghĩa mà nó lại không có những người lính vì ai quốc mà quyết tâm chiến đấu đến cùng. Ví dụ như là cái người ta mà kiên quyết như là ông Hường gì đó, mà ông bị xây ra bắt mà đến nỗi cưa chân ông cũng vẫn không khai. Người ta kiên quyết đến như vậy thì tôi không có được can đảm như vậy, nhưng mà tôi có cái lòng kiên nhẫn để tìm hiểu tài liệu để tôi viết những cái này. Thì mỗi người có một phạm vi, thế tôi cũng trình bày với quý vị độc giả là như vậy. Thưa quý vị, để kết luận, chúng tôi xin nói như thế này: đặc biệt là ngày hôm nay chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi mà nghe cô Trần Ly đọc cái bài này của tôi, và tôi cũng đồng thời là cảm ơn những người đã làm những cái công việc mà tiếp chúng tôi để mà truyền ra cho các độc giả biết. Đó là những người như thứ nhất là cô Trần Lê, thứ hai là ông Vũ Quang, thứ ba là bà Bản sắc Việt Nam, thứ bốn là Hiệp Ba Đạo, thứ năm là ông Trần Mạnh Hùng. Tất cả những người đó tôi có cảm tưởng rằng là những người đồng cảm với tôi đã cố gắng truyền lan truyền phổ biến tinh thần bảo vệ sự thật lịch sử, là tất cả có thể là còn nhiều người khác nữa đã làm như chúng tôi và đã phổ biến những cái sự thật lịch sử và phản bác những cái sự bóp méo lịch sử, là chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không còn cô đơn nữa và rất là hài lòng. Dù rằng cái tiếng nói của chúng tôi không được tất cả những người Việt Nam cầm bút hoạt động trong mọi lĩnh vực văn hóa như là giáo dục, thông tin, đủ mọi ngành không có được tiếp nhận một cách bình thường, nhưng mà cho đến hôm nay chúng tôi cũng cảm thấy cũng đủ vui lòng đã được nhân dân tiếp ứng một cách nồng nhiệt, được thể hiện ra qua những cái lời họ comment nhận xét ở dưới những cái bài như cái bài cô Trần Ly vừa mới đọc và rất nhiều bài khác ở trong Việt Vi Dân, ở trong sách hiếm, trong giải đọc chính trị và nhiều cái kênh khác, thì quý vị đọc đã thấy và chứng tỏ rằng
vào cách đây 22 năm thì đã có rất nhiều độc giả đã viết thơ cho chúng tôi như dày như thế này. À, quý vị thấy là đây có những cái bài thơ đọc là rất xúc cảm. Những cái lá thơ này đó thì bây giờ bà xã tôi đọc thấy, mà đọc thấy như vậy bà ấy cũng không cầm được nước mắt. Và lúc đó là bà ấy chưa có tiến hành làm cái kênh gọi là sách hiếm, mà bà ấy đọc rồi bà ấy không cầm được nước mắt đó. Đấy, có thể cũng là cái này là một trong những cái yếu tố mà làm cho bà ấy xúc cảm giống tôi. Và rồi cuối cùng là phải bà ấy cũng thấy rằng bà cũng có cái trách nhiệm phải bảo vệ sự thật lịch sử. Rồi đến đây thì kể như cũng đã quá đầy đủ. Ngày hôm nay chúng tôi xin kính chào quý vị khán thính giả và xin hẹn với quý vị trong kỳ tới.